con cháu đây, con cháu bà này, bà con cháu đây. Chị bé hai nhà này quá quá. À Yến ơi, lấy thêm cái muỗng mang cho nó sốt. Để mấy đứa này ngồi này, mấy người lớn đi ra kia, không được xí xỏng vào đây. Ăn hết đồ của tụi nó. Mang người lớn ra đây. Chôn sang bên kia đi, cái này là bàn con nít mà. Ngồi xuống, hay đâu không? Boy đấy hả? Ủa cái đan này không ai ngồi hết à? Được rồi, được rồi. Cái bon này của ai? Đây, cho chóng rồi đi. Để tự chia thôi. Ở đấy dùng đấy quý ơi. Ở bàn đấy đấy. Người kia có rồi đúng không? Có thêm thêm cả chua mà cho ít hết mà cho ít thì cái này à? Chọn hơi ít. Nó bé khỏe không mà? Khỏe. Ủa món này chưa xong mà đã kia cái món đó rồi, nó là kêu sẵn vậy. Xếp sẵn để đá. Ôi trời ơi, mấy ông này được nhiều dưa chua lắm này, mình bớt sáng. Xin bà tí nữa không? Xin bà tí nữa đi, ít quá. Gấp 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 sang bên đây cho mày xin. Bên này hơi ít này, gấp đây kia. Sang bên này tí này. Tí em ngồi với phụ ra. Không cần ngồi với phụ. Vô. Anh ruột này khỏe quá nhỉ, vô luôn. Ngày nó có đám cưới rồi mà nó khỏe. Mời cậu mợ, mời cậu luôn nhá. Mời cậu đi nhuộm cho nó đỏ nó ra ông tây mất này. Hôm nay được bảo cái không lạc ngoài nhớ ông tây. Ăn đi ăn con. Mấy đứa kia ra đây, bà này con cháu này, cái đó con nít để nó đây đi. Ra đây đi, kể nó thử biến được mà. Đây đồng chí Toàn. Cho đồng chí Toàn lên phim này cho đẹp trai này. Ngồi bên cạnh Toàn là chồng của Hồng. Tên gì vậy? Phúc. Con này gì? Phúc à? Hồng Phúc à? Đẹp trai, trẻ mái tóc chè. Đây là ông chủ bữa ấy. Ông chủ bữa. Cái này là anh lai tay. Bỏ đi, bỏ dưới đi. Tí lại. Được kiếm một cái ghế gì bỏ đây đi. Chị Phúc là tên đẹp nhất Hồng Phúc. Ông chùm này chắc ai cũng biết rồi đấy. Bỏ đứa vào đấy, bỏ đứa vào đấy. Ôi thằng Quý đâu? Đây đây. Ông Minh Mát ngồi đây này. Quý này. Hôm nay là cũng có ngồi với anh Toàn đấy. Ngồi máy nê anh Toàn đấy. Không phải từ chiếu nhưng cứ bắt làm anh. Không có chỗ để. Mời đi, mời. Ăn đi. Yến ơi. À, trưởng vợ mày tên gì đấy, bảo nó ra đây đi, kệ nó thủ mấy đứa nó cứ ăn được mà. Để cho tụi nó ăn đi, ra đây, bàn này còn thiếu này.